chọn ngay cho mình. Đó là một cái nè. Bạn chọn một cái đội hình mà bạn sồ vào liên tục như vậy, Liệp Lăng, Ezreal rồi cả Sen. Tức là nếu bây giờ bên phía Sài Gòn Joker, họ không muốn giao tranh, họ chỉ muốn đẩy đường. Tôi nghĩ thằng Joker sẽ không làm. Cái điều họ muốn làm đó là tiến vào rừng người đối phương mà muốn phá. Ixo đang rất cẩn thận trong cái việc ăn cái con cua đó. Khu vực này thì Clear đang bị kiệt sức. Anh ta thấp máu, anh ta bắn là Celebrity. Ba đội béo đang đến, Kid vẫn đang được chém và ép đi cái tóc biến của Celeb. Còn Sư thì kẹt lại, anh ta chịu sát thương rất nhiều, đã phải tóc biến. Tóc biến theo có hồi máu, nhưng Kid vẫn đủ sát thương và anh ta dứt điểm lấy chiến công đầu. Họ không thể ngờ rằng bên phía của Mon Gaming không đổi được. Ở phía đường trên này thì chúng ta thấy rằng cái chỉ số lính nó đang có một tí chênh lệch nghiêng về bên phía Clear. Đường dưới có một cuộc đụng độ nhẹ khi mà Exo anh ta đi ngang qua đối phương, cảm quan địa chấn Hanh Danh phát hiện được tầm nhìn, nhưng Hanh Danh quyết định bỏ đi. Anh ta tấn công khu vực đường dưới này bởi vì Kid rất thấp máu và Kid lên bảng điểm số. Mạng hai gục dành cho Ro. Trụ nó sẽ hơi bị nguy hiểm. Vẫn quyết định băng trụ, tôi nghĩ có dịch chuyển. Có dịch chuyển, có kiệt sức và anh ta phải lùi ra sau khi sát thương tính là không đủ. Qua Zone, hành trình kỳ diệu, anh ta muốn chặn đầu Badland. Badland biến ảnh và đi theo, Lecelep cũng đi theo, tốc biến ngược trở về. Lee thì đang thấp máu, anh ta bật cho mình cái hồi máu để tránh đi sát thương đến từ cú quy đó. Anh ta dịch chuyển cổ họng và anh ta dứt điểm Celebrity. Và Sư thuộc cũng thấp máu và Sư vẫn chưa phải nằm xuống. Qua Zone dứt điểm Clear, Kid đáp xuống, Kid dứt điểm Sư, Kid thấp máu chủ bắn và đủ sát thương và double kill dành cho Qua Zone. Một tình huống chủ động dụ đến từ Badland đi qua cái hành trình kỳ diệu đó, nhưng vẫn còn đánh nhau. Và Exo, đây là hành trình kỳ diệu góc đường y hệt ban nãy, kết quả thì xem nó cũng như vậy. Wazon lại tiếp tục có điểm hạ gục, nhưng một lần nữa Haiyan tóc biến lên và hất tung ba đội béo phải nằm xuống. Trong tình huống này Badland đang cố gắng làm cái gì ở đây? Đây anh ta chỉ có thể lui về, anh ta không còn cái đủ lượng năng lượng cũng như là chiêu thức để tung ra nữa. Nhau ở vị trí của Kid đó thì như vậy, nó cảm giác là nó không có lợi. Đối phương lấy được 5 điểm hạ gục, đối phương nằm xuống một lần. Bên phía bên Zotac Mon Gaming thu hút cả hai. Hanh Danh đã đi qua tầm nhìn rồi, ba bị bên xích lại. Đó là ba rội béo, anh ta bị khóa chân. Hành trình kỳ diệu bắt gặp Hanh Danh, kiệt sức lên người của Hanh Danh vẫn cố gắng lùi về, nhưng Lê cũng bị kiệt sức, Lê không đường về. Và đó là double kill dành cho Hanh Danh, và nó mang về một cái lợi thế rõ ràng là không nhỏ dành cho họ. Exo đứng ở phía trên phá mắt, nhưng có vẻ như là cái con mắt đó nó dẫn dụ anh ta hơi bị nhiều. Anh ta đang thấp máu, hai chủ một đường giữa, còn đường dưới này đang có đánh nhau. Nhất thống xuống qua Zone, thiên mệnh khả biến trúng vào anh ta, trúng vào cả trụ. Và anh ta bị khiêu khích thêm một lần nữa và sẽ phải nằm xuống dưới họng súng của Clear. Đúng một con lính và nó chẳng có một tí tác dụng nào cả. Họ đổi trụ một đường giữa lấy trụ hai đường trên và đã có chiêu cuối tung ra của Exo, nhưng anh ta kẹt lại trong vòng tay âu yếm của Sài Gòn Joker và đã phải lên bảng điểm số. Trụ này chắc chắn dành cho Sài Gòn Joker. Và họ sẽ làm gì tiếp? Và cái việc mà ăn cướp của mùa xanh đó thì tôi nghĩ rằng bên phía Celebrity đang có dịch chuyển chặn đầu. Và Ro bị giữ chân lại, anh ta hất tung Exo. Chính xác là Exo mới là người bị giữ chân lại, đứng trong cái chiêu cuối đó của ba đội béo. Exo bị chuyên tâm, Exo lao vào Ro, nhưng Ro rất khỏe, Exo thì mỏng hơn. Và Exo đã phải lên bảng điểm số và mất người đi rừng. Bạn làm một cái... Nhưng những tình huống bất lẽ này, họ đang nắm thế chủ động hoàn toàn vào ăn của Baron này. Lao ngược trở ra, đu vào Badland, Badland bị hất tung, Badland cố gắng bỏ chạy, nhưng bên trong thì Kid đang bị chuyên tâm, Kid bị giữ chân lại, Lee đang cố gắng bắn, nhưng Ezreal không có năng lượng thì lấy gì mà bắn. Celeb rất dứt điểm Kid, Lee bỏ chạy, anh ta dịch chuyển cổ họng, quy trúng vào Celeb, nhưng Celeb chuyển về dạng đột kích, Celeb bị quy trúng một lần nữa. Từ tốn, họ không muốn lấy những mục tiêu lớn, vội Baron vẫn còn đó, họ chỉ muốn lấy mạng đối phương mà thôi. Đang luồn ra phía đằng sau, đó là Ro, Hanh Danh đu vào, chiêu cuối lên người Hanh Danh đó là ba đội béo, nhưng anh ta đang bị Ro đu bám. Ba đội béo thấp máu, có cả nhất thống hỗ trợ. Badland biến ảnh lên một cái ăn kiệt sức rồi biến ảnh ngược trở về. Ro bị hất tung vào giữa đội hình của đối phương, nhưng đối phương thì đã phải nằm xuống một người, đó là ba đội béo. Celeb là người dứt điểm, Hanh Danh cố gắng chắn phía trên để cho Warzone có thêm được một điểm hạ gục nữa và mất đi hai người. Mon Gaming mất luôn cả cái trụ hai đường giữa. Sai lầm đầu tiên là Clear, anh ta đã đi qua cái hành trình kỳ diệu đó để có vẻ như anh ta bị ép ở ngoài. Tôi nghĩ là chẳng có cách nào cho phía của Badland có thể dồn sát thương được. Đúng là bây giờ bị phát hiện tầm nhìn ở khu vực Hammering này, cấm rất nhiều bất tiến và muốn câu ba rội béo. Một miếng ba rội rất béo, anh ta đi vào trước và bị trừng phạt làm chậm. Hành trình kỳ diệu, để xem nó có kỳ diệu hay không đây. Tôi thấy nó vẫn còn kỳ diệu, nhưng bây giờ thì Exo bị giữ chân ngược trở ra. Ro đã bắt đầu bật chiêu cuối, anh ta chịu rất nhiều sát thương thì cái bạo lá phục hận là của anh ta khi kích hoạt cũng rất nhiều đam.
nhưng anh ta đã lùi ra rồi và Sở Tucker tạm vẫn chưa muốn đánh trong tình huống này. Chắc chắn là khi mà tiến ra một lần nữa sẽ có thể khai thác được vị trí này. Đã bắt đầu bật Buckham kích hoạt và Exo đi một cái góc hơi bị sai, nhưng ta tốc biến sửa sai. Bây giờ không nên tranh Baron, thật sự bạn không nên nhiều rồi. Cái đây là một đội hình mà họ buộc phải chủ động nhưng họ lại mất đi cái thế chủ động của mình. Đó. Exo anh ta không còn cho mình tập nữa. Tập 2. Anh ta không còn cho mình tốc biến góc nữa. Góc đường trên tập 2 không tốc biến. Tập này sẽ là tập kết thúc. Đây không phải là phim dài tập, đây là phim chiếu rạp. Và phần 2 thường thường là sẽ là phần kết thúc. Exo nhận được sự hỗ trợ đến từ Kiss. Nhưng một cái nhất thống thì nó không đủ. Tầm 2, 3, 4 cái nhất thống thì tôi nghĩ rằng Exo mới sống trong tình huống vừa rồi. Chẳng gây sức áp lên người của ai cả. Có một cái thiên mệnh khởi biến của bà đội béo kích ở phía bên ngoài muốn tìm góc để khiêu khích nhất Clear. Hãy xem lượng năng lượng của anh ta lao vào combo vào người của sư và không mất bao nhiêu máu cả. Kích bị giữ chân, kích cố gắng khiêu khích cùng ánh sáng vẫn chưa đủ sát thương, anh ta đã nằm xuống. Đó là người đi đường trên của bên phía Mong Gaming và vẫn tiếp tục ăn Baron. Bà đội béo đứng ở phía bên ngoài một hỗ trợ không còn chiêu của Bethlehem cũng muốn lao vào nhưng Baron đã thuộc về Sugar Joker. Bethlehem bị giữ chân lại, hành trình kỳ diệu đang ở trước mặt. Anh ta biến ảnh, anh ta bấm tốc biến và anh ta chui vào cái hành trình kỳ diệu đó. Nhưng hành gian đu bám, hành gian thất tung được bà đội béo. Bethlehem thì sẽ về thôi nhưng bà đội béo thì anh ta về đâu? Anh ta về bảng. Về bảng, anh ta không còn tốc biến nữa. Tốt nhất là bây giờ bỏ đi. Tôi nghĩ rằng nên bỏ trận đấu này đi để cặp. Đấy là BO2 vẫn còn có một cơ hội nữa dành cho họ. Chứ bây giờ mà muốn níu kéo thì còn gì để níu kéo. Nhìn mấy celeb chí mạng một cái lính chết sạch. Và những cái cú chí mạng của Honda nó khỏe vô cùng. Kiss là người khỏe nhất bên Zotac Mon Gaming mà còn dịch chuyển và anh ta sẽ hỗ trợ những người đồng đội của mình. Hanjan đi lên, anh ta đang muốn thử sát thương của Mon Gaming. Chiêu cuối ngược lại của bà đội béo giữ chân được hai người. Râu đang được bóc kha vào một lớp giáp siêu dày giúp cho anh ta chống sát thương. Bạc Lia đã phải nằm. Kích thì đi bụi, anh ta không thể nào hỗ trợ cho những người đồng đội của mình cả. Và anh ta bị sơ lép tiễn đi luôn. Và một tình huống quét sạch dành cho Sugar Joker. Quét sạch đầu tiên và cũng sẽ là quét sạch cuối cùng. Cách chọn đội hình rất tuyệt vời của Sugar Joker. Họ chọn đội hình dễ chơi, dễ trúng thưởng. Và có quá nhiều thứ cần phải nhắm đến của đội hình Sugar Joker. Đặc biệt là Celebrity và Morning chẳng thể nào làm được gì cả. Anh ta bắn toàn bộ đội hình đối phương luôn. Và ngay từ cái giai đoạn cấm và chọn thì có vẻ như là chúng ta đã nhận định rằng bên phía